Tổng kết phần văn bản Nhật dụng. Một La Mã. Khái niệm văn bản Nhật dụng. Chương trình ngữ văn trung học cơ sở xác định rõ, khái niệm văn bản Nhật dụng không phải là khái niệm thể loại, cũng không chỉ kiểu văn bản, nó chỉ đề cập đến chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản mà thôi. Như vậy, điểm đầu tiên và chủ yếu cần nhấn mạnh là chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản. Cập nhật có nghĩa là kịp thời, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hiện tại. Tính cập nhật thể hiện rõ nhất ở chức năng và đề tài, đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá, vân vân, những vấn đề, những hiện tượng gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng. Mỗi môn học đều có thể đề cập một khía cạnh nào đó trong các vấn đề bức thiết nói trên. Tuy nhiên, ngữ văn là môn học có thể chọn được những văn bản hay, do đó có thể gây được tác động sâu và mạnh. Giá trị văn chương không phải là yêu cầu cao nhất đối với văn bản Nhật dụng, tuy nhiên đó vẫn là một yêu cầu quan trọng, vì văn có hay mới làm cho người đọc thấm thía về tính chất thời sự nóng hổi của chính vấn đề được đặt ra, và còn giúp cho việc bồi dưỡng rèn luyện không ít kiến thức, kỹ năng đặc thù của môn ngữ văn. Hai La Mã. Nội dung các văn bản Nhật dụng đã học. Văn bản Nhật dụng phải gắn chặt với thực tiễn, mà thực tiễn lại luôn thay đổi, trong khi một trong những yêu cầu lớn của nội dung giáo dục, của chương trình, sách giáo khoa là đảm bảo tính tương đối ổn định. Bởi vậy, các văn bản Nhật dụng được chọn trong sách giáo khoa tuy có tính cập nhật cao, song đều là những văn bản viết về những vấn đề xã hội có ý nghĩa lâu dài hơn là chỉ có tính chất nhất thời. Ở lớp 6, đó là những bài viết về di tích lịch sử, cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử, về danh lam thắng cảnh, động Phong Nha, về quan hệ giữa thiên nhiên và con người như bức thư của thủ lĩnh da đỏ. Ở lớp 7, đó là những bài viết về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, như Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê, về văn hóa như Ca Huế trên sông Hương. Ở lớp 8, đó là vấn đề môi trường, như thông tin về ngày trái đất năm 2000, tệ nạn ma túy thuốc lá, như ôn dịch, thuốc lá, dân số và tương lai loài người, như bài toán dân số. Ở lớp 9, đó là vấn đề quyền sống của con người, như tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, bảo vệ hòa bình chống chiến tranh, như đấu tranh cho một thế giới hòa bình, hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như phong cách Hồ Chí Minh. Ba La Mã. Hình thức văn bản Nhật dụng. Những nội dung trên đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyên tắc giúp học sinh hòa nhập với xã hội như yêu cầu của chương trình đặt ra. Mặt khác, những nội dung trên đã thể hiện trình bày dưới những hình thức văn bản đa dạng, như tác phẩm văn chương có ít nhiều hư cấu, thư, bút ký, hồi ký, thông báo, công bố, xã luận, v.v. bằng các phương thức biểu đạt khác nhau. Một số văn bản đã có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các phương thức biểu đạt như tự sự và miêu tả, như bài viết Cuộc chia tay của những con búp bê, thuyết minh và miêu tả, như bài Động Phong Nha, Ca Huế trên sông Hương, tự sự, miêu tả và biểu cảm, như cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử, nghị luận và biểu cảm, như bức thư của thủ lĩnh da đỏ, đấu tranh cho một thế giới hòa bình, thuyết minh, nghị luận và biểu cảm, như bài ôn dịch, thuốc lá. Có một số văn bản mang tính chất hành chính sử dụng nhiều yếu tố nghị luận, như thông tin về ngày trái đất năm 2000, tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Bởi vậy, mặc dù văn bản Nhật dụng không phải là khái niệm thể loại, cũng không chỉ kiểu văn bản, ta vẫn có thể xem một số văn bản Nhật dụng có giá trị như một tác phẩm văn học. Qua đó,
ta vẫn có thể vận dụng và củng cố những kiến thức và kỹ năng đã được học và luyện tập ở các phần khác trong phân môn tập làm văn và tiếng Việt. 4 La Mã: phương pháp học văn bản Nhật dụng. Để bảo đảm hiệu quả mong muốn trong việc học loại văn bản đặc biệt này, cần lưu ý các điểm sau. 1. Bên cạnh việc đọc các chú thích về nghĩa của từ, cần lưu ý đặc biệt đến loại chú thích về các sự kiện như lịch sử, xã hội, chính trị, khoa học, v.v. có liên quan đến vấn đề được đặt ra trong văn bản. 2. Phải tạo được thói quen liên hệ vấn đề được đặt ra trong cuộc sống bản thân cũng như tình hình đời sống của cộng đồng, từ cộng đồng nhỏ gần gũi như tổ, lớp học, gia đình, khối phố, thôn xã, đến cộng đồng lớn như dân tộc, nhân loại, mà trước hết là cộng đồng nhỏ gần gũi. Hầu hết các vấn đề đặt ra trong văn bản Nhật dụng đều có liên quan nhiều mặt với cuộc sống của địa phương. Bởi vậy, học văn bản Nhật dụng cũng là một cách giúp cho học sinh hòa nhập với địa bàn sinh hoạt của các em. 3. Không chỉ liên hệ để liên hệ, mà về những vấn đề đã đặt ra. Mỗi học sinh cần có kiến giải riêng, quan điểm riêng và ở một số trường hợp cụ thể còn có thể đề xuất những kiến nghị và giải pháp như về vấn đề thuốc lá, rác thải sinh hoạt, v.v. 4. Vì nội dung mà văn bản Nhật dụng đặt ra rất đa dạng, nên cần và có thể vận dụng kiến thức các môn học khác để làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong văn bản Nhật dụng và ngược lại. 5. Như đã trình bày ở trên, hình thức của văn bản Nhật dụng rất đa dạng, cần phải căn cứ vào những đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt trong lúc phân tích nội dung. Ghi nhớ, tính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn bản Nhật dụng. Điều đó đòi hỏi lúc học văn bản Nhật dụng nhất thiết phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Hình thức của văn bản Nhật dụng rất đa dạng, cần căn cứ vào đặc điểm về hình thức, trước hết là hình thức văn bản cụ thể, thể loại và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm. Kiểm tra về thơ. Gợi ý một số nội dung kiểm tra. 1. Sắp xếp cho đúng các dữ kiện của mỗi bài thơ trong một bảng thống kê mà trật tự đã bị xáo trộn, như tên bài thơ, tác giả, năm sáng tác, thể thơ, nội dung chính. 2. Phân tích diễn biến tâm trạng, mạch cảm xúc trữ tình trong các bài thơ Con cò của Chế Lan Viên, Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. 3. Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong bài Con cò của Chế Lan Viên, Mùa xuân trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. 4. Phân tích những từ ngữ hình ảnh thể hiện sự cảm nhận tinh tế của Hữu Thỉnh về những biến chuyển của trời đất lúc giao mùa trong bài Sang Thu. 5. Những điều ước nguyện chân thành và tha thiết của nhà thơ Thanh Hải trong bài Mùa xuân nho nhỏ. 6. Những hình ảnh ẩn dụ như mặt trời, vầng trăng, tràng hoa trong bài thơ Viếng Lăng Bác đã có tác dụng như thế nào trong việc biểu hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ. 7. Qua lời trò chuyện với con, người cha trong bài thơ Nói với con của Y Phương đã thể hiện những tình cảm và suy nghĩ gì về quê hương dân tộc. 8. Phân tích nét riêng trong cách biểu hiện cảm xúc và sáng tạo hình ảnh của các bài thơ Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Nói với con. 9. Cảm nghĩ của em về tình yêu thương, sự che chở của lòng mẹ trong bài Con cò, Chế Lan Viên.